Chào các bạn, đây là cái video mình làm để làm cái phần trong cái đề thi học sinh giỏi lớp 12 năm 2022-2023 của tỉnh Hà Nam. Phần này là phần A, tức là cái phần liên quan đến asset. Như vậy đầu tiên ta sẽ hỏi cho biết rồi là có những cái bảng này. Vậy đầu tiên là họ yêu cầu là tạo một cơ sở quản lý kinh doanh điện. Như vậy đầu tiên ta sẽ vào database. Database này. Sau đó ở đây mình sẽ đưa vào là đặt tên cho nó là quản lý kinh doanh điện. Đó. Và mình sẽ có thể chọn cái ổ đĩa để lưu. Sau đó ấn vào grid. Đến đây rồi thì bây giờ mình sẽ đi tạo cái bảng. Ta vào grid, chọn table design. Tạo cái bảng thứ nhất là gồm có thông tin là mã khách hàng. Kiểu dữ liệu là short text và size của nó là 4. Tức là ở đây là 4. Description ghi là mã khách hàng. Tiếp theo đến cái trường thứ hai là tên khách hàng. Cũng là kiểu text mà ghi là tên khách hàng. Và ở đây là field size của nó là 10. Tiếp theo là đến địa chỉ. Cũng là kiểu text và ở đây ghi là địa chỉ. Size của nó là 40. Và đến tiếp theo là đến điện thoại. Cũng là kiểu text. Đây là số điện thoại khách hàng. Và ở đây độ dài của nó là 12. Sau khi xong rồi thì mình sẽ chọn cái mã khách hàng làm khóa chính và lưu lại bảng với cái tên là khách hàng, tích phải chuột và chọn save, lưu lại với cái tên là khách hàng. Ok. Tiếp theo là mình sẽ vào grid và chọn table design làm tương tự cho sử dụng, gồm có mã sử dụng, kiểu short text và đây là mã sử dụng. Field size của nó là 2. Tiếp theo đến loại sử dụng. Kiểu text và ghi là loại sử dụng. Cái này là 15. Tiếp theo là đến đơn giá. Kiểu number. Và ở đây ghi là đơn giá. Và ở đây thì chọn là integer. Sau đó thì chọn mã sử dụng là khóa chính và lưu lại với cái tên là sử dụng. Tiếp theo ta sẽ create tiếp với cái bảng thứ ba là bảng chi tiết gồm có mã sử dụng, kiểu short text ghi là mã sử dụng. Ở đây là 2. Tiếp theo là đến mã khách hàng. Short text thì ở đây là mã khách hàng. Đây là 4.
Tiếp theo là số kilowatt. Kiểu của nó là number. Và đây là số kilowatt. Ở đây là kiểu integer. Tiếp theo đây là thành tiền. Kiểu number. Và đây ghi là thành tiền. Và ở đây là double. Đó, sau khi xong thì chọn cả hai cái trường này làm quay chính. Sau đó thì lưu nó lại với cái tên là chi tiết. Như vậy là đến đây thì ta đã làm xong việc tạo các bảng. Sau khi tạo xong rồi á thì yêu cầu là thiết lập mối quan hệ và nhập dữ liệu. Như vậy ta sẽ đi tích phải chuột và chọn clone. Sau đó vào database tool chọn relationship. Mình sẽ add ba cái bảng này ra. Đó. Tiếp theo là ở đây là mã khách hàng, ta sẽ kéo sang mã khách hàng đây. Và sau đó mình tích đúp vào ba cái lựa chọn này và grid. Mã sử dụng ta làm tương tự. Grid. Như vậy việc tạo liên kết giữa các ba bảng là đã hoàn thành. Đó. Sau khi xong rồi thì mình tích phải và chuột vào đây, chọn save, sau đó close nó lại là việc thứ hai. Bây giờ việc thứ ba là đi nhập dữ liệu cho ba bảng đó. Thì ta sẽ đi nhập dữ liệu cho bảng khách hàng. Chỗ này thì các bạn tự nhập tích đúp chuột vào khách hàng rồi mình sẽ đi nhập dữ liệu nhé. Đây, sau khi các bạn nhập xong rồi thấy cái địa chỉ của nó là nó đang bị khuất đây này thì mình sẽ đưa lên đây này. Khi nó có cái dòng này thì mình kéo nó ra thì nó sẽ bị được. Như vậy việc nhập dữ liệu cho bảng khách hàng xong thì mình sẽ close nó lại. Sau đó thì mình sẽ là vào cái phần sử dụng và mình nhập dữ liệu tiếp. Nhập xong dữ liệu cho bảng này rồi thì mình cũng là close nó đi. Rồi sau đó là sang đến cái bảng là chi tiết. Lại nhập tiếp dữ liệu nhé. Sau khi nhập. Như vậy sau khi mình tạo dữ liệu và nhập được tạo cái cơ sở dữ liệu, tạo các bảng và nhập dữ liệu cho các bảng thì ta đã làm công việc đến đây rồi các em này. Ta đã làm việc đến đây rồi, vậy bây giờ sang cái mục thứ hai là phần tạo query. Vậy thì tạo query thì họ yêu cầu làm thế nào? Tính cột thành tiền trong bảng chi tiết. Như vậy thì bây giờ mình sẽ vào grid và chọn query design. Sau đó mình sẽ cứ đưa cả ba cái bảng ra. Mình đưa ra mình dùng cái nào thì mình sẽ dùng. Còn mình không dùng thì mình để đó cũng không ảnh hưởng gì cả. Như vậy cái đầu tiên mà họ sẽ đưa ra cột thành tiền trong bảng chi tiết mà nó gồm có số kilowatt và cả về đơn giá. Vậy thì mình sẽ phải đưa ra làm mã khách hàng. Mình phải có mã khách hàng nhé, đúng không? Rồi là mình có thể đưa ra tên khách hàng hoặc là mình không cần đưa ra tên khách hàng cũng được. Đó. Tiếp theo là chắc chắn là phải có là số kilowatt. Đây. Rồi nó sẽ có sang bên đây là nó sẽ có loại đơn giá mình tích ở đây cũng được. Và sang bên đây thì mình sẽ có là thành tiền. Sau khi có rồi thì bây giờ để ý cái thao tác này. Nếu như số kilowatt mà nằm trong khoảng từ 100 đến 200 thì mình sẽ tính là 1,5. Còn nếu nó nhỏ hơn 100 thì tính là 1 và nếu nó lớn hơn thì nó sẽ là lớn hơn 200 thì sẽ tính gấp đôi. Vậy bây giờ với cái bài này á thì ta sẽ tính thành tiền như sau. Đầu tiên là mình sẽ vào cái cột thành tiền và mình ấn vào cái nốt builder. Thành tiền thì mình sẽ gõ hai chấm. Thành tiền sẽ bằng là mình sẽ gõ cái hàm if nhá, if
Đó, cái hàm của nó là IIF. À, mở ngoặc ra nếu như cái trường là số kilowatt, số kilowatt mà nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì ta phẩy một cái, tính hệ số là 1. Còn nếu IIF, nếu cái trường mà số kilowatt mà nhỏ hoặc bằng 200 thì ta tính là 1.5. Ngược lại thì ta sẽ tính là 2, sau đó ta sẽ đóng hai cái ngoặc lại, rồi ta sẽ nhân với cái trường là số kilowatt. Kilowatt. Ồ, cái này. Ta sẽ nhân với số kilowatt và được bao nhiêu nhân tiếp với đơn giá. Đó, như vậy là ta đã xong cái việc tính này. Ok. Đến đây thì mình sẽ chạy lên xem kết quả thế nào. Đây. Tiếp theo là bài tạo query mắc tiền điện hiển thị các khách hàng phải trả nhiều tiền điện nhất, thông tin đưa ra gồm. Ok. Vậy thì bây giờ ta sẽ làm tạo ra một cái query mới. Chọn query design. Ở đây ta sẽ đưa ra cả ba cái bảng và chọn thêm một cái query lúc nãy ta vừa tạo. Bây giờ ta sẽ đưa ra mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại và thành tiền. Trong đó, sau đó ta sẽ ấn vào mục total. Và chỗ thành tiền này mình sẽ chọn cái hàm mắc. Sau đó mình sẽ run nó lên. Đó. Đây, số tiền. À, tiếp theo là mình sẽ lưu lại với cái tên là mắc tiền điện. Ok.